Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Câu chuyện huyền bí về chiếc gương ma quái từng đoạt mạng 38 người. Giới khoa học đã từng đau đầu giải mã bí ẩn của một số chiếc gương kỳ quái như là có thể lấy được mạng người đầy bí hiểm. Hàng ngày, chiếc gương soi hiện hữu chân thực trong cuộc sống của con người, từ việc tuốt tác ngoại hình trước khi ra đường cho đến việc sử dụng chúng để chiếu hậu cho chiếc xe bạn đang lái. Tuy nhiên, thế giới mà khó lý giải trong gương đôi khi phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ông Vitaly Pradishev, một nhà khoa học người Nga chuyên nghiên cứu đặc tính của những chiếc gương soi, kết luận rằng chúng có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của con người. Ông kể một câu chuyện rằng một cặp vợ chồng nọ thích sưu tập trang trí và thu mua những món đồ cổ. Trong một lần tình cờ, họ đã mua được một chiếc gương cổ lớn từ một người phụ nữ lớn tuổi ở St. Petersburg. Khi treo chiếc gương lên, ngay ngày hôm sau họ mơ thấy mình bị cháy và nghe thấy tiếng hét lớn. Vitaly đã khuyên cặp vợ chồng kia nên treo gương ở một phòng khác. Đêm hôm sau, họ không còn gặp phải ác mộng nữa. Trong một lần trở lại St. Petersburg, họ đã gặp lại người phụ nữ bán gương xưa kia. Bà ta kể rằng, trong Thế chiến thứ hai, chiếc gương được treo trong căn phòng mà người anh trai của bà bị thiêu cháy và chết vì bỏng nặng. Do đó, Vitaly đưa đến kết luận là chiếc gương có thể ghi nhớ và lưu giữ tất cả những cảm xúc và tình cảnh của người sử dụng trước đó. Trước đó, một số nhà khoa học cũng khẳng định rằng những suy nghĩ và cảm xúc của con người có thể được lưu giữ trong một số đồ vật nhất định. Câu chuyện và kết luận của Vitaly có lẽ là hơi vội vàng, thậm chí còn có vẻ mang màu sắc tô vẽ huyễn hoặc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng có những chuyện kỳ lạ xung quanh những chiếc gương mà đến nay chưa có lời giải đáp thực sự thỏa đáng của giới khoa học. Chuyển sang một câu chuyện khác kinh điển hơn. Hiệp hội sưu tập đồ cổ nước Pháp đã cảnh báo vào tháng 11 năm 1977 rằng những người đam mê cổ vật tuyệt đối không được mua chiếc gương có dòng chữ Louis Alvarez năm 1743. Vì trước đó đã có khoảng 38 người chết một cách rất đột ngột và khó hiểu vì sở hữu chiếc gương này. Chiếc gương xuất hiện vào năm 1743 là một sản phẩm do người thợ tên là Louis Alvarez làm ra và chính ông cũng trở thành nạn nhân đầu tiên. Sau khi hoàn thành chiếc gương được 2 ngày, Alvarez vốn là một người khỏe mạnh thì đột nhiên ngã quỵ ngay trong xưởng làm việc. Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, các bác sĩ đưa ra kết luận rằng người thợ làm gương bị tràn máu não mà chết. Sau đó, chiếc gương được bán cho cửa hàng tạp hóa qua tay nhiều người chủ khác và bắt đầu hành trình gieo rắc những cái chết đáng sợ. Vì xảy ra những cái chết đáng sợ, buộc giới khoa học phải bắt tay vào tìm lời giải đáp. Trong số đó có tiến sĩ Wani. Sự việc càng ngày càng quái dị hơn khi chiếc gương tiếp tục gây ra cái chết oan nghiệt cho hai nạn nhân tiếp theo là ông Hammer và vợ của ông là bà Zura sau 70 năm lưu lạc. Bà Zura đã mua được chiếc gương cổ này trong một lần đi dạo và mang về đặt trên chiếc bàn viết ở nhà. Không ngờ được rằng việc làm vô tình đó đã gây ra cái chết oan uổng cho cả hai người sau đó. Cả hai đã lần lượt qua đời trên đường tới bệnh viện cấp cứu bởi nguyên nhân vẫn là chứng bệnh tràn máu não. Đã có thêm hơn 20 người nữa chết bất đắc kỳ tử trong vòng hơn 100 năm sau đó. Hầu hết trước khi đột tử, họ đều rất khỏe mạnh, không nghiện ngập hay mắc bất cứ chứng bệnh gì. Họ chỉ qua đời trong vòng 3 ngày sau khi tiếp xúc với chiếc gương ám và nguyên nhân dẫn họ tới cái chết thì đều giống nhau. Trong số họ, có những người không biết tới chiếc gương này và chỉ tình cờ sử dụng nó, nhưng cũng có những người biết tò mò, cố tình sử dụng. Dù thế nào, nhưng tất cả họ đều phải nhận lấy cái chết. Vào tháng 4 năm 2005, Wendy đã lấy một mẫu gỗ ở khung của chiếc gương để tiến hành kiểm tra thành phần hóa học. Kết quả cho thấy, khung gỗ của chiếc gương được làm từ một loại gỗ rất hiếm gặp của cây Cora, loại cây đã bị tuyệt chủng từ hơn 100 năm trước. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng,
đây là một loại gỗ cực kỳ độc. Khi nó tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn, và người nào vô tình hít phải mùi gỗ thì đều bị tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến những cái chết vô cùng chóng vánh như trên. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tuyên bố nghiên cứu thì chiếc gương lại mất tích một cách đầy bí ẩn. Nên nghiên cứu rất khoa học và hợp lý của tiến sĩ Wayne không được công nhận. Do đó, cho tới tận bây giờ, lời giải cho bài toán chiếc gương đoạt mạng 38 người vẫn còn là một ẩn số.